Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Lịch thi đấu vòng 4 giải Ngoại hạng Anh. Vòng 4 giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 8. Trong ngày 27 tháng 8 sẽ diễn ra các trận đấu. Vào lúc 18:30, Southampton tiếp đón Manchester United trên sân nhà. Vào lúc 21:00 sẽ đồng loạt diễn ra các trận đấu giữa Brentford với Everton, Brighton với Leeds United, Chelsea gặp Leicester City, Liverpool đối đầu với Bournemouth, Manchester City gặp Crystal Palace. Vào lúc 23:30, Arsenal đối đầu với Fulham. Trong ngày 28 tháng 8 sẽ diễn ra 3 trận đấu còn lại. Vào lúc 20:00 sẽ đồng loạt diễn ra 2 trận đấu, đó là cuộc so tài của Aston Villa với West Ham, Wolves với Newcastle United. Trận đấu muộn nhất của vòng đấu này đó là cuộc so tài của Nottingham Forest với Tottenham diễn ra vào lúc 22:30 ngày 28 tháng 8. Cập nhật bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh, Arsenal dẫn đầu với 9 điểm, Manchester City đứng thứ 2 với 7 điểm, Leeds United đứng thứ 3 với 7 điểm, Tottenham đứng thứ 4 với 7 điểm, Brighton đứng thứ 5 với 7 điểm, đứng thứ 6 là Newcastle 5 điểm, đứng thứ 7 là Fulham 5 điểm, Brentford đứng thứ 8 với 4 điểm, Crystal Palace đứng thứ 9 với 4 điểm, Nottingham Forest đứng thứ 10 với 4 điểm, đứng thứ 11 là Southampton 4 điểm, Chelsea đứng thứ 12 với 4 điểm, Aston Villa xếp thứ 13 với 3 điểm, Manchester United đứng thứ 14 với 3 điểm, đứng thứ 15 là Bournemouth 3 điểm, xếp thứ 16 là Liverpool 2 điểm, đứng thứ 17 là Everton 1 điểm. 3 vị trí cuối cùng thuộc về Wolves 1 điểm, Leicester City 1 điểm và West Ham 0 điểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.